Mohamed Salah đã trở về đội tuyển quốc gia và cùng Ai Cập chinh chiến tại CAN Cup. Trên thực tế, Liverpool không hề muốn ngôi sao số 1 của mình trở về làm nhiệm vụ tại đội tuyển quốc gia, vì Liverpool đang chinh chiến tại những giải đấu và cũng lo sợ rằng Salah sẽ gặp chấn thương. Nhưng cúp bóng đá các quốc gia châu Phi là giải đấu thuộc FIFA, nên lữ đoàn đỏ buộc phải nhả người. Và rồi điều mà Liverpool lo lắng nhất đã xảy ra. Trong trận đấu giữa Ai Cập và Ghana diễn ra vào rạng sáng nay, tiền đạo 31 tuổi đã gặp chấn thương và phải rời sân khi hiệp 1 còn chưa khép lại. Sau khi trận đấu kết thúc, các bác sĩ chẩn đoán loại chấn thương mà Salah gặp phải là chấn thương gân khoeo. Dù chưa biết rõ mức độ nặng nhẹ, nhưng khả năng quay trở lại thi đấu sớm của Salah là không cao. Đây chắc chắn là tin sét đánh với Liverpool khi họ đang cạnh tranh rất quyết liệt với Man City tại giải Ngoại hạng Anh. Hiện nay, lữ đoàn đỏ chỉ còn hơn The Citizens đúng 2 điểm. Khoảng cách này rất có thể sẽ bị san lấp trong thời gian họ thiếu đi Salah trên hàng công. Vậy Jurgen Klopp sẽ xử lý thế nào khi thiếu vắng đi chân sút số 1 của mình? Đầu tiên phải nói rằng Salah cực kỳ quan trọng với đội chủ sân Anfield, hơn cả De Bruyne của Man City. Vua Ai Cập đã ghi được 14 bàn thắng và 8 đường kiến tạo sau 20 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh. Điều này có nghĩa là anh đóng góp hơn một nửa số bàn thắng cho Liverpool ở mùa này. Hai năm trước, CAN Cup 2021 diễn ra, Liverpool cũng từng đối diện với câu hỏi tương tự. Thậm chí thời điểm đó họ còn vắng mặt cả Sadio Mane. Cả Salah và Mane đều thi đấu đến trận cuối cùng trước khi trở về Liverpool. Vắng cả hai ngôi sao cùng một thời điểm, tưởng chừng như Liverpool sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng cuối cùng, huấn luyện viên người Đức vẫn có thể xoay sở tốt. Thời điểm đó, Liverpool đã chơi cả thảy 6 trận mà không có sự phục vụ của bộ đôi người châu Phi. Nhưng cuối cùng, họ chỉ có duy nhất một trận không thắng là trận bán kết lượt đi Carabao Cup trước Arsenal. Ở trận lượt về, Liverpool đã thắng với tỷ số 2-0 ngay tại thánh địa Emirates. Cũng phải nói thêm rằng lịch thi đấu của Liverpool thời điểm đó rất may mắn khi họ không phải đối đầu với những đội bóng mạnh, chỉ phải gặp Shrewsbury Town và Cardiff ở FA Cup, Brentford và Crystal Palace tại Ngoại hạng Anh. Nhưng hiện tại thì rất khác. Lịch thi đấu của Liverpool rất nặng nề khi họ liên tục đối đầu với Chelsea và Arsenal chỉ trong 4 ngày ngắn ngủi. Việc thiếu vắng đi Mohamed Salah trong vòng 1 tháng tới đây sẽ là mất mát không hề nhỏ với toàn tính chiến thuật của Jurgen Klopp. Cũng khá may mắn với lữ đoàn đỏ là Arsenal và Chelsea đều đang không quá mạnh lúc này. Pháo thủ thì gặp vấn đề lớn về hàng công, còn The Blues thì chưa bao giờ thể hiện được sự ổn định ở mùa này. Thế nhưng không vì thế mà Klopp và những người học trò có thể chủ quan, bởi vẫn còn nửa tháng nữa mới diễn ra những cuộc đối đầu này. Không biết chừng từ đây đến đó, hai đội bóng thành London sẽ bổ sung thêm những nhân sự nào mới để hiện thực hóa tham vọng vào cuối mùa. Mất Salah đã đành, Liverpool còn không có sự phục vụ của Wataru Endo trong vòng 1 tháng trở lại. Tiền vệ người Nhật Bản đang đá rất lên chân tại Anfield và được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 12 của Liverpool. Ngay từ đầu, Liverpool chỉ có ý định bổ sung thêm tiền vệ hoặc trung vệ ở kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa. Vậy nếu như mất đi Salah, ban lãnh đạo đội bóng sẽ bổ sung một tiền đạo mới hay không? Bài toán cấp bách là ai sẽ xứng đáng để lấp đầy vị trí mà ngôi sao người Ai Cập để lại. Nhưng nhìn chung, đây không phải là một vấn đề mới xuất hiện bởi một vài mùa gần đây, De Kop đã đối diện với thực trạng này khá nhiều lần. Nhiều lúc, họ còn mất đi cả hai cánh với trường hợp của Sadio Mane. Chính vì vậy mà Jurgen Klopp và ban huấn luyện của mình chắc chắn đã có những tính toán kỹ càng để ứng phó với trường hợp này. Huấn luyện viên người Đức chia sẻ, đây không phải là lần đầu tiên, đây thực sự là một tình huống ít nhất rất bình thường khi bạn mất cầu thủ ghi bàn. Trong quá khứ, chúng tôi thậm chí còn tệ hơn khi vắng cả Sadio Mane và Mohamed Salah. Chúng tôi đã vượt qua được bằng cách nào đó, và theo truyền thống, một trong số họ đã tiến khá xa tại giải đấu. Điều này khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Hiện tại hàng công của Liverpool đang gồm 5 cái tên chất lượng, bao gồm Salah, Nunes, Jota, Diaz và Gakpo. Nhưng ngoài Salah có thể thi đấu bên phía cánh phải, thì những cái tên tấn công còn lại dường như không phù hợp với vị trí này. Về mặt thực tế thì ngôi sao người Ai Cập luôn là cái tên cố định bên phía cánh phải. 4 người còn lại sẽ chơi luân phiên những vị trí khác nhau trên hàng công. Điển hình là trong trận đấu với Arsenal ở vòng 3 FA Cup, Jurgen Klopp đã sử dụng Cody Gakpo ở phía hành lang cánh trái. Thế nhưng dường như tuyển thủ người Hà Lan lại khá chật vật khi phải thi đấu ở vị trí trái sở trường. Trong 59 phút có mặt trên sân, Gakpo không có bất cứ đóng góp nào, bàn thắng hay kiến tạo. Nhưng con số thống kê của anh cũng phản ánh một sự thật khá thất vọng. Cụ thể, cựu cầu thủ của PSV chỉ chạm bóng đúng 20 lần. Trong số đó thì anh không tung ra được bất cứ cú sút nào về phía khung thành đối thủ. Trong 4 pha tranh chấp, Gakpo chỉ có đúng 1 lần giành chiến thắng. Thi đấu kém thất vọng, cầu thủ người Hà Lan được rút ra ở phút 60 và chỉ được trang SofaScore 6,6 điểm. Nhân sự thì vẫn đủ để thay thế, nhưng chất lượng là không thể bù đắp. Chứ những màn trình diễn nghèo nàn bên phía cánh trái của Gakpo khiến Klopp phải tính đến một phương án khác, và một trong số đó sẽ có thể là Harvey Elliott. Ngay trong chiến thắng gần đây trước Arsenal cũng cho thấy huấn luyện viên Jurgen Klopp cũng đang cho thấy dấu hiệu đó khi để tiền vệ trẻ người Anh thi đấu dạt sang cánh phải. Vốn là một cầu thủ thuận chân trái, Elliott trên lý thuyết hoàn toàn có thể chám vào vị trí của Salah để thực hiện những pha rẽ phải vào rồi cứa lòng chân trái. Tuy nhiên, có một điểm hạn chế chính là tốc độ của cầu thủ trẻ này, khiến anh dễ bị các đối thủ bắt bài, dẫn đến những pha tấn công của Liverpool không đem lại nhiều sự đột phá. Bản thân cựu danh thủ Jamie Carragher cũng có cùng quan điểm. Ông chia sẻ,
sẽ rất thú vị để xem ai được dùng để thay thế vị trí của Salah. Một lựa chọn có thể là Harvey Elliott, nhưng tôi nghĩ cậu ấy phù hợp đá tiền vệ hơn. Elliott thiếu tốc độ để chơi ở cánh, nhưng vẫn có thể thi đấu tròn vai được nếu cần. Ngoài ra, huyền thoại của Liverpool nghĩ rằng Szoboszlai có thể là một lựa chọn tối ưu. Ngoài ra còn có Szoboszlai, Liverpool hiện tại có rất nhiều lựa chọn ở hàng tiền vệ với Alexis McAllister vừa trở lại sau chấn thương. Szoboszlai đã chơi vị trí chạy cánh phải cho câu lạc bộ cũ của cậu ấy, nên sẽ không còn bị bỡ ngỡ. Mùa giải trước khi chuyển sang chơi ở Liverpool, Szoboszlai chủ yếu đá bên phía hành lang cánh phải của RB Leipzig. Tổng cộng 2.452 phút thi đấu ở mùa giải 2022-2023 cho đội bóng Đức, tiền vệ người Hungary có đến 77% thời lượng thi đấu bên phía hành lang cánh phải, vượt trội so với những vị trí khác. Thế nhưng sơ đồ chiến thuật của RB Leipzig lại vận hành theo một cách hoàn toàn khác. Có thể Szoboszlai sẽ đỡ bỡ ngỡ hơn khi thi đấu vị trí mà Salah để lại. Nhưng để đạt được sự hiệu quả, thì đội hình De Kop phải thay đổi hoàn toàn. Chính vì vậy mà phương án này chỉ có thể là một khả năng. Còn thực tế có diễn ra hay không thì lại là một câu chuyện khác. Một phương án gây bất ngờ khác có thể là Trey Alexander-Arnold. Cầu thủ người Anh đã cho thấy sự đa năng của mình khi có thể thi đấu tròn vai ở những vị trí khác nhau. Mùa này chỉ có 4 cầu thủ ở Premier League tạo ra nhiều cơ hội hơn con số 49 của Arnold. Tại Liverpool, chỉ mỗi Salah là qua mặt được Arnold về thông số này. Nếu xuất phát ở vị trí của Salah, những đường tạt bóng với độ chuẩn xác cao của hậu vệ người Anh sẽ là vũ khí lợi hại cho các đối thủ được có phải e dè. Nhìn chung, việc tìm kiếm một cầu thủ xứng tầm để thay thế Salah trong thời điểm hiện tại là một điều vô cùng khó. Không chỉ ghi bàn thì ngôi sao người Ai Cập còn dẫn đầu về hạng mục kiến tạo. Điều này cho thấy một vai trò không thể thay thế. Chúng ta đã thấy Man City khổ sở và đánh rơi điểm đáng tiếc như thế nào khi thiếu vắng đi nhạc trưởng Kevin De Bruyne. Khi Liverpool không có Salah, những điều tương tự có thể diễn ra. Và không biết chừng, đó sẽ là một trong những nguyên nhân khiến De Kop đánh mất lợi thế cạnh tranh chức vô địch trong mùa giải năm nay.